nay cô bé có mái tóc đuôi gà, đạp xe trên phố 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 đông người qua. Chờ anh với nếu có lỡ hai cười thì anh sẽ nói tình cờ xanh đôi. Nay cô bé có mái tóc đuôi gà, đạp xe trên phố khiến anh hụt hơi. Chờ anh với sắp tới ngã tư rồi thì xin em hãy chầm chầm mà thôi. Tóc đuôi gà trong gió bay nhẹ ngây ngất lòng anh. Nắng xuân hồng môi thắm em cười chung chím thật xinh. Ước chỉ là cơn gió hay là tia nắng dạo quanh phố vui. Chờ vội vàng em hãy coi chừng kêu không kịp thắng. Giữa con đường thành phố đông người đừng quên chạy nhanh. Để anh còn nhìn ngắm em cười trong nắng. Tóc em đuôi cô bé có mái tóc đuôi gà, chiều nay trên phố đón em về qua. Ta áo trắng vẫn mãi trong ngày, nụ cười ai đó mà lòng vẫn vương. Này 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 cô bé, bé có biết chẳng là vòng xe lăng bánh khiến khiến anh ngần ngừ. Quá ngần ngừ. Nào ai biết có những nỗi mong chờ vì anh yêu mãi tóc em đuôi gà. Cô bé 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 biết không này, đã nói rồi gờ cháy phố thì để xíu nữa là cháy. Các chị thông cảm bệnh nghề nghiệp. Bệnh nghề nghiệp. Này cô bé có mái tóc đuôi gà, đạp xe trên phố phố đông người qua. Chờ anh với nếu có lỡ ai cười thì anh sẽ nói tình cờ xanh đôi. Này cô bé có mái tóc đuôi gà, đạp xe nhanh quá khiến khiến anh hụt người. Chờ anh với sắp tới ngã tư rồi thì xin em hãy chậm chậm mà thôi. Tóc đuôi gà trong gió bay nhẹ ngây ngất lòng anh. Nắng xuân hồng môi ta mỉm cười chung chiếm thật xinh. Ok, tăng thăng. Ước chỉ là cơn gió hay là tia nắng dạo quanh phố vui. Cho vội vàng em hãy coi chừng kêu không kịp thắng. Giữa con đường thành phố đông người đừng nên chạy nhanh. Để anh còn nhìn ngắm em cười trong nắng. Tóc em đuôi gà. Này cô bé có mái tóc đuôi gà, chiều nay trên phố thấy thấy em nét bồ. Còn có trầu hơn. Áo trắng vẫn mang trắng trong anh, nụ cười ai đó mà lòng vẫn vương. Này cô bé, bé có biết chăng là sao không sẽ lăng bay. Để số Hằng ơi, anh ngần ngờ. Nguyễn Hằng ơi, nào ai biết có những nỗi mong chờ vì anh yêu mãi tóc em đuôi gà. Hồi chiều ấy thấy Yến Như My mặc áo dài mà chạy nẹt bồ, cột cái áo dài trên cổ như này xong rồi nẹt hết ghê lắm chị, rất kinh ghê. Yến Như My nổi tiếng Mỹ Phước em à, trời ơi mấy anh giao thông quen hết á, mua đường hết trơn rồi. Nguyễn Hằng ơi, để số đi chị ơi, bình luận như vậy không có đơn đâu. Ok chị Hằng nha. Chị hả? Nữa không anh chị? Hát nữa không anh chị? Anh chị bình luận đi mọi người. Nếu mà anh chị muốn tụi em hát nữa thì anh chị bình luận tiếp đi em ơi đi. Đó. Xong. Nội bộ lục đục xin lỗi cho em. Tụi em tắt like 5 phút sắp lá cài với nhau cái. Thiệt sự. Biết đầu tiên nè. Không thích hát biết thứ hai được không? Không. Biết đầu tiên nó thấy lâu quá không quýnh là thấy là hơi hơi bị lì đòn rồi đó. Em thấy là em lâu không quýnh chị là chị hơi lì. Quay lắm anh chị. Thiệt sự luôn, em cũng khổ tâm quá các chị. Let's em go. Em muốn bán vợ mọi người ơi. Ai muốn vợ em muốn, em muốn bán. Em bỏ nhà đi giống con hai báo giờ nè tin không? Người ta còn rước về chị để cho đi luôn. Thấy tôi ngầu rồi đó. Ờ, có lẽ làm người cô đơn và không biết bài đó luôn. Không biết bài đó. Ngầu quá trời đúng rồi đó. Lời hát vẫn vào đêm, ngàn lời tình ấm em. Bao lần lần say đắm mộng tình yêu ngây ngô. Trong vòng tay cuộc đời vẫn sáng lên, môi hôn anh trong khi khung nhà đèn xô xát. Khi yêu cầu ca bay buốt cao lên muôn vì sao,
người yêu của tôi khói tình ngập mê, mặc cho em mưa bão răng răng giữa đời. Tình yêu của tôi ơi, yêu người mãi thôi, xin chào người ngắn lời dịu êm. Người yêu của tôi ơi, giấc mộng của tôi thật say đắm tay trong tay người. Tình yêu của tôi ơi, bên người dấu yêu, yêu em chào người một người mặc thôi. Hôm nay là có vẻ là tài xế lái xe hơi bị phiền chị ca sĩ đó. Em là nên hoàn thành cái tài xế của em thôi, hiểu không? Dữ vậy trời. Hôm nay là ca sĩ chuyên nghiệp đi show đó. Tài xế hôm nay có vẻ là hơi nói nhiều đó. Dữ à. Thấy ca sĩ không? Ca sĩ người ta phong cách đẹp không? Trời ơi, chào anh khá nha. Trời ơi, ít nói thôi em. Lời hát vang vào đêm ngàn lời tình ấm êm, bao lang lang xoay đắm mộng tình yêu ngây ngất. Có anh trong vòng tay cuộc đời bừng sáng lên, mỗi hôn anh trao khi khúc nhạc đang xôn xao. Khi yêu cầu cao bị vượt cả lên mộng vì sao cơn cơn lưng đã xuống trong đêm mê khúc. Có những lúc thay lòng bồi hồi, lỡ yêu thương thoáng mê. Người yêu của tôi ơi, cõi tình ấm êm, mặc cho mưa bão răng răng giữa đây. Tình yêu của tôi ơi, yêu người mãi thôi, xin chào người ngóng lời dịu êm. Người yêu của tôi ơi, giấc mộng của tôi thật say đắm tay trong tay người. Tình yêu của tôi ơi, bên người dấu yêu, tim em chào người một người mà thôi. Người yêu của tôi ơi, cõi cõi tình ngâm mềm, mặc cho mưa bão răng răng giữa đây. Tình yêu của tôi ơi, yêu người mãi thôi, xin chào người ngàn lời dịu êm. Người yêu của tôi ơi, giấc mộng của tôi thật say đắm tay trong tay người. Tình yêu của tôi ơi, bên người dấu yêu, tim em trao người vài người mà thôi. Dữ vậy á. Cảm ơn Trần Hương. Con chị dễ thương quá chị ơi. Mà chưa mới khỉa chị á. Trần Hương là hả? Vô khỉa em lại á. Ông tay mà chị. Dạ cảm ơn anh chị mình rất là nhiều. Hôm nay bé Linh ngầu dữ, không có em làm màu cho nó vui anh chị ơi. Thiệt sự làm màu mè cho nó vui thôi. Ờ dạ. Cả nhà mình ơi, cả nhà mình cần tư vấn không nè. Cả nhà đặt thêm câu hỏi cho hai chị Miếng Linh đi nào. Chống nắng bao nhiêu? Chống nắng vàng hiện tại là 290 ngàn một tiếp. Mình mua 2 tiếp sẽ được tặng các anh chị tiếp nha. Cứ mua 2 tiếp là sẽ được tặng một tiếp hỗ trợ miễn phí ship cho các anh chị luôn. Đó, các anh chị mình muốn mua thì cứ lên số cho em, được hỗ trợ miễn phí ship đàng hoàng. Và chống nắng nha em, nó có lên tông nha mọi người. Có lên tông giúp em nha. Một tiếp như thế này rất là to các anh chị. Xài cũng khá là ok. Wilson, hi. Anh chị ơi, hai chị Miếng Linh vừa mới đăng hai bài hát mới trên YouTube Linh Em và Yến Như My. Cả nhà mình có thời gian rảnh rảnh ghé kênh tụi em chơi nhé. Kem nám sao? Kem nám làm sao? Xíu nữa Lan Đạt ơi, xíu nữa 8:30 đi. Chị vào kênh Duy Trinh, chị vào kênh Đinh Duy Trinh. Duy Trinh thì cũng vậy, là sếp nhà em có bán kem nám, xíu nữa tư vấn cho nha. Xíu nữa sẽ có siêu phẩm các anh chị. Các chị nhớ là đón xem chút xíu nữa thôi. Trò chơi tình ái ghi tên em người thua. Nhớ là mua hàng lên số sớm sớm cho hai em Miếng Linh đi mọi người. Tăng cân sẽ mặc tại tiêu chết nhà em. Body cũng có, collagen hồng này. Hôm nay các chị mua 2 được tặng 1, mua 1 được tặng phần quà nhỏ cho các chị nè. Hỗ trợ miễn phí ship. Anh chị nào cũng là da mình căng bóng nhặt sáng đẹp. Collagen cái thực sự luôn á. Chứ mình để tự nhiên á, càng xấu thôi, thiệt tự nhiên có càng xấu thôi, tại vì ai cũng đã bị lão hóa da đúng không mọi người. Nam nữ gì ai cũng phải trải qua quá trình lão hóa da thôi, không ai tránh khỏi được hết trơn á. Nhưng mà các anh chị mình muốn hạn chế, muốn kiềm hãm lại thì chỉ còn cách là sử dụng collagen. Chỉ có collagen nó mới hỗ trợ cho mình trẻ hóa làn da, giúp da mình nó mới căng, nó mới đẹp. Chứ mà còn mà càng lớn tuổi là da mình càng xấu đó các anh chị. Nhớ là mua hàng lên số giúp em nha mọi người ơi, mọi người ơi. Đừng buông lời nói do cuốn đi mà thôi. Tuyệt vời, sản phẩm tuyệt vời em dạ, cảm ơn ạ. Đó anh chị muốn mua gì anh chị lên số giúp em nha mọi người.